Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, hôm nay ngày 19 tháng 3, tôi sẽ dẫn quý vị cùng đi thăm với tôi đập lớn ở nước Mỹ là đập Hoover Dam, sự vĩ đại của đập ấy như thế nào. Đập Hoover Dam là đập cách xa Las Vegas khoảng chừng 45 phút xe. Đập đó ngăn được nước, có một hồ gọi là hồ Lake Mead. Và hồ này cung cấp nước cho toàn thể Las Vegas và cả Nam California. Cũng như là có thủy điện, thì điện đây cung cấp tất cả cho cả Las Vegas và cả Nam California, thật rất vĩ đại. Đi chơi tôi cũng muốn cho quý vị xem những cảnh hùng tráng của nước Mỹ như thế nào. Quay xong rồi, được rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, hôm nay tôi lái xe chở bà già đi ra tới cái đập gọi là đập Hoover Dam. Đập này là được xây lên trên dòng sông Colorado River. Nhờ cái sự trận đập của Hoover Dam rất cao, rất sâu, thì Colorado đã động lại nước thành một cái hồ. Họ gọi đây là cái hồ Lake Mead. Từ cái hồ Lake Mead này, họ lấy nước, họ cung cấp cho cả một cái khu vực Nam California và Las Vegas này sống. Không có cái hồ Lake Mead thì coi như sa mạc này là chết. Cũng nhờ cái hồ Lake Mead xả đập ra qua các cái tu bin lấy điện, thì điện này là cung cấp không những cho cả Las Vegas và Nevada mà còn cho cả Nam California. Đây là một cái đập được xây dựng vào thập niên 1920 mấy, khi mà một vị tổng thống của Mỹ là tổng thống Theodore Roosevelt đi ngang qua trên máy bay trực thăng, ngó xuống, ông bảo là chết đem mệt đập nó. Nhưng mà có nhiều người nói rằng ông chửi thề, nhưng mà không phải vậy. Ông có một cái viễn kiến rất xa và thấy rằng là một cái khu vực khô cằn này cần có sự tươi mát nhờ một cái đập và lấy điện. Thì thưa với quý vị, nước Mỹ khu vực này thịnh hành là nhờ cái Hoover Dam này, một công trình rất vĩ đại. Nhiều khoa học gia muốn xây đập đều tới nơi đây để học hỏi, thưa quý vị. Trong đó có cả Trung Quốc, có cả Liên Xô hồi xưa. Và tôi cũng biết rằng có nhiều chuyên khoa, nhiều chuyên gia Việt Nam cũng đã tới đây coi cái đập này. Nhưng thưa quý vị, thủy điện hồi xưa thì rất thịnh hành. Bây giờ thủy điện nhiều đập của nước Mỹ không còn thịnh hành nữa, vì họ nghĩ rằng là điện mặt trời, điện gió hoặc là điện năng lượng điện điện tử đó, xin lỗi, là điện điện hạt nhân đó thì sạch hơn. Bởi vậy cho nên là đập nước đó, họ tính toán là có những cái sự không tốt về môi trường, ngăn cản không cho cá với các cái đồ hải sản lưu thông, nên là có nhiều nơi đã không sử dụng, đã phá đập. Nhưng mà riêng cái đập Hoover Dam nó vẫn còn là hữu ích vô cùng, người ta không có bao giờ phá hết. Còn nhiều nơi trên nước Mỹ đập lấy thủy điện đã được phá, thưa quý vị. Nên bắt đầu khởi hành từ Las Vegas tới Hoover Dam lái xe là khoảng 45 phút chạy qua Henderson xuống cái gọi nó gọi là trên là Boulder City, mà đi qua cái crossing của Hoover Dam crossing. Đèo rất là đẹp, thưa quý vị. Cho nên tôi phải nhờ bà già quay hình cho tôi, chứ còn mà tôi mà quay thì chắc là tai nạn liền. Bây giờ đường này đường xa lộ đang đi thôi, thưa quý vị. Chút nữa đi tới đèo thì tôi nhờ bà già quay hình. Thưa quý vị, tôi đang ở trên đỉnh núi. Từ ở trên đỉnh núi này á, là xa lộ mới xây của nước Mỹ là cao tốc liên bang 11. Đứng từ trên đỉnh núi này thì ngó xa xa, quý vị thấy cái hồ đó là hồ nước
được gọi là hồ Lake Mead. Do cái đập Hoover Dam chặn lại thì nước nó tràn lên, nó thành cái hồ như vậy. Cái hồ này là nuôi sống cả cái khu vực này và Nam California. Và như tôi đã nói là hồ này lấy được nước và dùng luôn cả thủy điện. Quý vị thấy chung quanh đây là núi, nếu mà đã toàn núi đá, núi trọc không à? Không có sự sống, núi trọc, núi đá. Nên là nước nó ngập lên á, thì quý vị thấy rằng là nó không có bị hại cái sự sống nào hết. Còn mà quý vị thấy là nước mà có cái màu trắng á, là hồi xưa nước mà nước nó lên cao là nó cao tới mức đó. Và nó ngưng á, thì tất cả cái đồ Mỹ nó gọi là cái khoáng chất của đó, nó tạo ra cái màu trắng đó giống như là tuyết vậy đó. Nhưng mà đó là cái mốc mà lúc mà nước đã dâng cao như vậy rồi. Thưa quý vị, đó là hồ Lake Mead. Chút nữa tôi sẽ đi đường đèo rất là đẹp để giới thiệu quý vị. Và tôi sẽ nhờ bà già quay cái khúc đoạn đường đèo đó rất là nguy hiểm thưa quý vị. Rồi, xin hẹn gặp chút nữa. Rồi, tôi quay rồi nè, ok. Thưa quý vị, đây là đường cũ, đường đèo xuống dưới cái đập Hoover Dam đi, đi thấy quý vị thấy không? Vách núi là núi đá đỏ, là hồi xưa người ta nói là chỗ này có một thời kỳ như thế nào đó, đó là đã từng là có nào là núi lửa vân vân, rồi bao nhiêu ngàn triệu năm nó nằm bây giờ nó thành ra là những cái vách đá như vậy thưa quý vị. Mà đi xuống, đi đèo xuống đẹp quý vị thấy không? Cái kia là cái đường mới nó xẻ thì không nói gì, nhưng mà là đường đèo cũ này thưa quý vị, nhìn thấy rất là hấp dẫn. Đi một mình á mà quay phim thì không được, cho nên phải có hai người đi, một người quay phim. Đây là đường đèo. Ở trước á là đi ở đây nó có nhiều cái đường tăng vô dây điện, nó lấy điện lên, nhưng mà bây giờ chắc có lẽ họ không cần nữa, họ đã làm bằng kiểu khác rồi thưa quý vị. Chứ còn hồi xưa đây là cái đường đèo rất là đẹp, bây giờ vẫn còn đẹp. Đem kiểm tra. Thưa quý vị, chúng tôi đang tới cái đoạn mà cảnh sát ngừng lại để kiểm tra xem thử trong xe có thí dụ như là thuốc độc để bỏ xuống dưới nước hay không, hoặc là hỏi mình những cái câu gì đó để họ biết rằng xe của mình đi tới là chỉ để là một là du lịch, hai là đi ngang qua, chứ không phải là những kẻ khủng bố. Trong những năm gần đây nước Mỹ thưa quý vị, những cái đập hồ nước như vậy nè là đã có rất là nhiều người khủng bố muốn bỏ thuốc độc, muốn giật cho nổ đập vân vân, cho nên bắt buộc là họ phải kiểm tra. Chứ còn không còn giống như hồi xưa thì dễ, bây giờ là họ phải kiểm tra trước khi các xe đi ngang qua cái đập. Yeah, em nói. Yeah. Thưa quý vị, sau khi mà cái tập pin á, cái tập pin mà nó quay á, ở dưới nước á, rồi nó sạc ra điện á, thì nó mới đẩy lên trên các cái chỗ nơi đây là bắt đầu là để có cái bình ắc quy. Nhưng mà nó phải làm tăng vô trước để rồi nó đưa lên trên cao nữa, thì coi như là cái nhà máy điện. Đây là cái đoạn tiếp điện của cái coi như là một cái bình ắc quy đầu, lấy từ ở dưới nước điện, từ do cái tục pin nó xoáy. Quý vị thấy các cái đường, cái trạm mà nó lấy điện đưa lên hết vậy hả, thì rất là khó khăn. Cho nên đi một mình thì bà già ráng quay cho đàng hoàng coi, bà già run dễ sợ vậy. Tôi là run muốn chết luôn. Trời ơi là trời. Đi đèo có chút xíu vậy thôi mà cũng còn run nữa. Quý vị thấy không, cái hình ảnh nó rất là đẹp mà bà già bà run quá rồi, không biết bà quay có được hay không nữa. Vậy mà bảo là thấy không, phải cái rig lock này không, để nó tiếp điện thấy nhìn thấy nó nghiêng xuống rồi nè. Đó, cái Hoover Dam nó nằm bên này rồi nè thưa quý vị. Mình biết đây này, cái Hoover Dam nó lấy nước, nó lấy điện từ dưới này nè. Trời ơi là trời, nó đang thọt xuống nó lấy điện là coi nó nằm kia, nó ngã nghiêng như vậy nè, mà có cái người nó run quá trời rồi sao quay được. Trời ơi là trời. Rồi tắt đi. Thưa quý vị, dầu là dịch Covid-19
Nhưng mà để đậu xe vô rồi đi xuống dưới Hoover Dam, quý vị thấy không? Trước tôi là cũng biết bao nhiêu xe đi vô để đậu vào trong cái parking để đi vào Hoover Dam. Dịch nhưng mà nhiều người vẫn thích đi xem những cái cảnh như vậy thôi quý vị, rất là hùng vĩ. Quý vị xem thấy đằng trước mặt này nè, cái cây, những cái cây này là cái cây nó gọi là cái root lot, để mà nó chuối xuống nó lấy ra điện từ ở dưới cái tập pin, từ ở cái tập pin ra dưới thủy điện ở dưới, rất là hùng vĩ. Mà có người đi á, thì tôi chạy vừa tôi nói là người đó run cầm cập, tưởng là sợ chết lấy nơi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, hôm nay ngày 19 tháng 3, tôi và bà già tới nơi đây. Đây là cái cổng vào và là đường xa lộ, ở đằng trên là xa lộ 11 liên bang. Ở dưới nó làm một cái hình thức cổng chào vào Hoover Dam. Và quý vị thấy rằng là những cái gridlock á, hai bên á, là để nó lấy điện từ ở dưới lên. Thưa quý vị, lấy điện từ dưới lên. Và quý vị hãy xem cái khung cảnh cả một cái Hoover Dam như thế nào nha. Đây quý vị thấy rằng là tất cả đều là núi trọc và núi đá. Cái con đường mà 93-95 này ở dưới đây nè thưa quý vị, là nó chạy thành, nó ra là nó là cái bức tường thành, nó chạy trên mặt cái đập luôn. Nó xuyên qua bên kia và quý vị thấy đó, đó, đó là cái đập. Ở đằng trước tôi chỉ xin ngón tay chỉ quý vị thấy là đó là cái đập đó, cái đập nó nằm ngay đó đó, cái đập. Đó là cái đập. Cái đập nằm ngay đó thưa quý vị. Và bây giờ tôi sẽ đi xuống cái đập cho quý vị xem nó như thế nào. Thưa quý vị, tôi đang ở ngay cái chỗ nó gọi là Nevada Time, tức là cái giờ múi giờ của Nevada. Đi sâu bên phía múi giờ của Arizona một tiếng. Thật ra trên nguyên tắc á, thì tôi chỉ cần sải tay bên này thì là múi giờ của Arizona. Và tôi đưa sải tay bên này là múi giờ của Nevada. Tôi đang đứng giữa múi giờ thưa quý vị. Nửa múi giờ tôi muốn chọn, tôi muốn là thí dụ như bây giờ là 1 giờ mấy của Nevada, thì tôi có thể đưa bên này một cái là tôi đã thành là 2 giờ mấy của giờ Arizona. Đây là cái chỗ mà giao ranh của hai múi giờ. Và cũng là ngay trên cái đập Hoover Dam. Đập Hoover Dam thì quý vị là thấy rằng là khi mà họ xây từ dưới lên thì ở trên mặt bằng thì họ làm con đường luôn. Đó là như vậy. Thưa quý vị, nước chảy từ bên phía ở trên này á, chảy xuống và người ta mới xây một cái đập ngay đây. Rất sâu thưa quý vị. Quý vị thấy là đây là bê tông cốt sắt. Rồi rất sâu xuống dưới. Chặn. Chặn nước thì thưa quý vị là nước á, cái mực nước đã từng lên trên cái chỗ mà màu trắng trắng đó đó. Là mực nước là những cái lúc mà nước nhiều nó lên tới cái tầng trắng trắng đó. Nếu nhiều hơn nữa đó thì họ cho xả hai bên, nhưng mà đã chưa có bao giờ mà quá mức như vậy. Bây giờ quý vị thấy không, nước không còn bao nhiêu nữa, nước đã xuống tới cái mức thấp như vậy rồi. Cái nước bình thường kỳ trước đó là lên tới cái mức độ, cái mức chỗ trắng trắng đó thưa quý vị. Đây là đầu nguồn. Và bây giờ từ cái chỗ này nó chặn ra đó, thì nó ra cái, nó làm, nó thành lập được cái bờ hồ, nó gọi là cái hồ Lake Mead. Đây là trên mặt của cái đập. Trên mặt của đập trở thành là một con đường. Một con đường trước đây là một con đường xa lộ, có hai làn tất cả thưa quý vị, vẫn đang được sử dụng như thường. Là trên mặt của cái đập là con đường. Thưa quý vị đã biết rõ như thế. Thưa quý vị, tôi đang ở ngay giữa lòng sông Colorado và họ đã ngăn chặn được sông này để trở thành một cái hồ rất đẹp. Và xa xa thì quý vị thấy có những cái cano nhỏ đi câu cá. Và đây là mặt phía nam của đập Hoover Dam. Tôi ở đứng trên quay xuống, nó sâu khoảng chừng, tôi không nhớ lắm, nhưng mà mấy chục mét thưa quý vị. Ở đó, ở dưới quý vị thấy là có một cái tòa nhà màu trắng, rồi có hai cái tòa nhà hai bên. Hai tòa nhà hai bên đó là
họ lấy điện ở cái tuốc bin nước chảy ra thôi quý vị. Cái tòa nhà màu trắng sát bên cái đập á, thì đó là để đặt những cái tuốc bin rất lớn để nước chảy xoáy mạnh xẹt ra điện, cung cấp điện hai bên. Rồi từ đó quý vị thấy rằng là họ có những cái cục điện ở dưới cái rickshot nhỏ đó, rồi dẫn điện lên trên. Đó, thưa quý vị, đó là hai bên. Còn đằng xa xa đó thì quý vị thấy rằng là có hai cái nhà nữa, nhưng mà đó không phải là hai cái nhà. Nơi đó là hai cái ống nước xả. Nếu mà nước nhiều quá mà dư đó thì họ tràn qua, thì trên đường đó là cái nước xả, có một cái ống nước ngầm để mà thông qua mà xả ra bên đó, để không có tràn ngập lên trên cái nhà mà có cái chứa cái các cái ống tự pin. Thưa quý vị, đây là phía nam của dòng sông Colorado, mặt sâu của Hoover Dam. Thưa quý vị, hồi trước á, có những người thưa quý vị, họ dám trèo lên trên cái chỗ này nè, nó cao khoảng chừng hơn 1 feet, rồi có bê tông cốt sắt trên lưng. Nhưng rồi họ ngồi, họ treo lên trên đó rồi họ quay, cho nên té xuống chết là như vậy. Mà té chết rồi đó thì kiểu này cũng chẳng có ai mà chết thương, là vì sao? Họ đã ngăn rất là kỹ. Quý vị thấy rằng là họ ngăn như vậy nè. Tôi cho thí dụ, coi như cả một cái sải tay tôi là bê tông cốt sắt, mà cao á là hơn nửa người của tôi, mà treo lên trên này mà ngồi mà quay phim xuống, té xuống mà chết á, thì cũng đáng đời, có vậy thôi. Và thưa quý vị, đây là hình ảnh của Hoover Dam. Cái vòng cung kia là giống như là một cái vòm trời để mà đón nhận chào vào Hoover Dam. Nhưng mà ở trên cái đó lại là đường xa lộ cao tốc, xa lộ xuyên bang số 11 của nước Mỹ, mới được khánh thành vào ngày 9 tháng 8 năm 2018. Xa lộ đó mới được khánh thành vào ngày 9 tháng 8 năm 2018. Và quý vị thấy rằng là giống như là một cái vòng cung đón chào đi ngang qua cái đập Hoover Dam. Rất là đẹp. Mà quý vị thấy nước ở dưới nó đang xoáy để nó chảy ra, đó là cái nước do những cái tụt pin rất lớn nó chảy ra, nó ép và như vậy nó thành điện. Thưa quý vị, đây là Hoover Dam. Ở trên mặt của cái đập á, thưa quý vị, nó chính là con đường luôn. Con đường đây chạy qua là bên phía kia là Arizona, chạy qua bên phía này là Nevada. Và đây đó, cái giờ của bên phía này mà tôi đang đứng là giờ của Nevada. Bước qua một chút xíu nữa thì đó là giờ của Arizona. Cách nhau một giờ thôi quý vị. Đây là cái điểm giao thoa múi giờ giữa Arizona và Nevada, cách nhau một giờ. Và quý vị thấy đằng trên phía đó, và quay qua bên phía này thì là mặt sâu của cái đập. Cái đập mặt sâu thưa quý vị, rất là sâu. Nước rất là, cái nhà ấy như vậy mặt sâu, và nước đang có chảy, cái tuốc pin nó chảy ra để tuốc pin nó đẩy nước ra, và như vậy nó làm nên điện hai cái nhà, điện hai bên thưa quý vị. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi rời khỏi Hoover Dam, chạy qua bên này một chút xíu là ở bên Arizona rồi. Quý vị xem thấy có cái bảng là Arizona, The Grand Canyon State. Bây giờ chúng tôi đi Grand Canyon luôn. Đi Grand Canyon xem rất là đẹp thưa quý vị. Nhưng mà đường ở đây rất là ngoằn ngoèo. Ai muốn biết đèo như thế nào thì tới đây mà đi một lần cho biết. Đèo là ở đây như thế nào thì biết liền thôi. Nhưng mà đèo đẹp, phải nói là bên phía của Nevada đẹp hơn, còn bên Arizona không có đẹp, không có đẹp bằng bên này thưa quý vị. Thưa quý vị, ai muốn biết đèo như thế nào thì hãy đi Hoover Dam. Nó ngoằn ngoèo, đèo nó như thế nào, khá đẹp lắm thưa quý vị. Đèo Hoover Dam là đèo là như chỗ này như thế quý vị. Tôi đã đi nhiều nơi nói là đèo, thực sự đèo phải đi Hoover Dam để mới biết là đèo. Còn chưa đi Hoover Dam thì cũng không có biết đèo như thế nào hết á. Thưa quý vị,
đường qua bên Arizona họ ngăn lại, họ bắt phải đi quay trở lại đường Nevada để đi lên cao tốc xa lộ liên bang 11, nên tôi phải quay trở lại. Nhưng mà đây thì nó quăng quèo cái đèo hồi nãy đó, mà lúc đầu đi từ bên phía Nevada xuống thì bà già của tôi run quá trời, tại tôi vừa nói vừa vơ tay, tại vì tôi biết nó như thế nào nhưng mà bà già thì chưa biết, nên bây giờ bà già mới cảm thấy an tâm để quay cho quý vị xem thấy cái đường nó ngoằn ngoèo, cái đèo nó như thế nào ở đây thưa quý vị. Okay. Thưa quý vị, chúng tôi đi qua bên Arizona. Arizona thực sự đây là chúng tôi đang đi trên núi đó chứ không phải là trên bình nguyên. Arizona nổi tiếng là một sa mạc lớn. Đây là sa mạc Arizona khô cằn thưa quý vị, toàn là những cái bụi cây gì thôi, nhỏ xíu xíu thôi, còn tất cả là khô cằn không có sự sống. Nhưng mà không phải như vậy đâu thưa quý vị, đây là đất vùng của con rattlesnake, là rắn rung chuông, rồi mấy con bò cạp, mấy con sơn dương. Quý vị nhìn thấy con không có sự sống nhưng mà thực sự đó rất là phù trù phú về rắn rung chuông, bò cạp, rồi mấy con bi đô, mấy con bò hung á, còn có nữa ở trong cái vùng này rất là nhiều thưa quý vị. Và đặc biệt là có nhiều con sơn dương, tiếng Mỹ nó gọi là con ram, R-A-M, con ram, nó sống ở trong cái vùng này rất là nhiều thưa quý vị. Và thưa quý vị, đó là những hình ảnh đi tới đập Hoover Dam và Hoover Dam như thế nào, quý vị biết. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.